xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bích Thủy Cuộc Sống của Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn đặc biệt người dân Việt Nam ai cũng biết và ai cũng thích. Đó là món tiết canh. Hôm nay sẽ làm món tiết canh vịt nha mọi người. Đây đầu bếp ở đâu đây anh? Nam Định em ạ. Đầu bếp ở Nam Định, tuyển đầu bếp ở Nam Định mới vô, vừa đẹp trai mà là nấu ăn ngon nữa. Thầy mới tu mà thầy tu thì tu làm món tiết canh đây các bạn ơi. Đó. Thầy tu mà nghe tiết canh thèm quá bỏ chùa. Bỏ chùa đi tu luôn. Về làm món tiết canh. Lần đầu tiên thấy thầy chùa làm món tiết canh. Thầy chưa tu tới, gái vẫn thích. Đây là món tiết canh vịt nha mọi người. Thầy chùa làm tiết canh. Thầy chùa vẫn thích thịt chó. Vừa đẹp trai mà vừa nấu ăn giỏi nữa chứ. Mỗi tội chưa có vợ. Mỗi tội chưa có vợ, có ba đứa con cơ. Đen quá. Chết rồi, thấy thằng nào ngồi trên nhà á. Thôi mấy chị ngay thấy thằng nào ngồi trên á. Ờ không, nhà mình bữa nay đông khách không lo gì. Đó rồi vậy, thịt đó. Thịt đó bà. Dạ, không cần không? Hai công việc. Tại bữa nay khách đầu kia khỏi vô khỏi chó luôn. Dạ. Bác có ăn được chó không bác? Không luôn à. Chó mười mấy năm nay chó đâu ăn được chó đâu. Ủa thì khoai này. Cổ người ăn vịt luôn. Cái chiên xong rồi bỏ vào nồi đúng không anh sao? Khoai này bác chiên xong bỏ vào rồi nha. Chiên bỏ vô cái này gì chứ mềm chưa? Cái này sao chó, rồi? Chó không biết nữa. Nấu từ nãy giờ mà không biết làm sao. Mà đã bằng được hai dĩa thịt đây là lòng phèo phổi của con vịt các kiểu con đà điểu các kiểu thì bây giờ bắt đầu pha chế nha anh này, anh sẽ chỉ cách cho mình pha làm sao mà tiết nó không bị đông nha các bạn. Pha đơn giản mà cho ít mình chế nước mắm mà nhiều khoảng bao nhiêu nước, khoảng bao nhiêu nước anh nói anh hả? Anh có đông bao giờ đâu anh ơi. Một ca nước đó đúng không? Ca nước. Một ca nước. Hai muỗng à? Ừ. Mấy muỗng bột ngọt? Nước mắm chứ. Hai muỗng bột ngọt hả? Mắm. Ủa cái em vừa bỏ đó. Cái này là để lúc mình ấy thôi, còn lúc mình cắt nó khác mà. Lúc này để làm cái gì? Lúc này là mình pha vào cho nó đông. Là cho nó đông chứ không cho nó không đông thì này chết dở. Vậy là phải pha nước với bột ngọt để cho nó đông. Được, Hoàng đảo cái này nha. Đảo đều lên Hoàng. Cho nó hai đĩa. Xong rồi bỏ ra mình đấu cũng thế. Mua gì đó thôi, mấy anh mấy chị còn nhớ gì mua nó không vậy cho đi lần nữa đó rồi đây. Ghê, định mua rau sống rồi, nãy xe chưa vô. Cái gì? Rau sống. Ba bác mày nhà mày định gấp cho gió mày không có về. Không có, xe chưa có vô, nãy mua đồ dưới đây chứ đâu mà. Mua 1 giờ thì xe mới vô gì hả? 1 giờ. Hôm nay là bữa tiệc đám cưới vàng của chú Thím 33 năm kỷ niệm ngày cưới đây. Hấp hồn. Ờ đúng rồi, nhanh ghê ha. 33 năm mà đó các bạn. 35 tuổi chết chứ mấy. Hoàng kêu nó 35 tuổi chết. Nhưng mà thế hôm 6 về bà 6 bạn vui hơn á. Cười sớm giờ mà mừng. Chứ còn gì phải vui chứ, chồng con về mà không vui thì gặp không lẽ gặp hàng xóm vui. Chắc phải bảo bà ông 6 ở nhà luôn đi cho rồi. Ở gần thì nó hơi cực lộn nhưng mà xa lâu lâu về. Đúng rồi. À, vậy là nhỏ quá. Dạ. Anh em cũng vậy đó anh. Từ từ, cái dĩa nhỏ quá. Xanh. Cái này người ta ăn biết mà, nước bột ngọt thôi. Bao nhiêu muỗng bột ngọt? 2 muỗng rưỡi bột ngọt thôi. 2 muỗng rưỡi bột ngọt. Cái chỗ này khoảng nửa lít tiết đó hả? Chắc tới á. 400-500g tiết á. Chỉ bỏ đúng bột ngọt thôi hả anh? Đây. Bột ngọt nước lọc. Bột ngọt đây. Món này mấy anh Tây khoái nhất này. Ủa đâu rồi? Hết trơn tiết rồi hả? Còn mà. Mấy nước ngoài này anh cứ bảo là anh sợ ở chứ ở đó. Mấy Việt Nam. Việt Nam mình ăn máu. Ghê nhỉ. Việt Nam những món ăn khoái khẩu. Ăn khoái khẩu của người Việt Nam là món tiết canh vịt nha các bạn. Mấy tay anh xem mà anh ớt. Ủa vậy là cái tô bọc tiết hồi nãy là phải để vào trong cái tô cho nó lắng xuống. Mình hãm bằng cái mặt.
Tô thứ hai, dĩa thứ hai nha các bạn. Anh này với biệt danh là pha tiết canh đông, không bao giờ không đông. Thương hiệu. Mà em nghe nói là nếu mà có một cái mẹo nữa, nếu mà tiết canh không đông để cái muỗng lật ngửa lên đúng không? Có đâu. Cái muỗng inox mà để lên trên cái dĩa tiết á. Không à, không phải. Người ta hãm bằng trước khi cắt người ta hãm bằng bột ngọt, người thì hãm bằng chanh nhưng mà ăn chỉ nước mắm thôi. À đúng rồi, em cũng thấy ba bỏ nước mắm vào cái chén đó rồi cắt tiết vô đúng không? Đây bây giờ mình chờ nha các bạn. Ê, các bạn ơi, hồi nãy là sau nửa tiếng đồng hồ là nó đông cứng như đá luôn ạ. Không nói đá được lố. Nhưng mà tiết canh như vậy rất là ngon nè. Đó, đây là máu. Nó cứng như cục sắt luôn. Nè, đó, đổ như vậy mà à, à, nó đổ cũng về. Không sao không sao. Đó, nó vậy đó. Xém là đổ hết ra ấy luôn. Đây. Đó, thế đông cứng nhắc luôn, công nhận tay nghề hay. Đấy, hôm nay là bữa tiệc ăn mừng lễ kỷ niệm đám cưới vàng 33 năm của hai vợ chồng gia chủ. Anh sốc hơn. Hấp hôn 33 năm, 33 năm. Kỷ niệm 33 năm ngày cưới đây. Trời ơi, ăn ngày Khánh Kiệt. Với món... chưa thấy bà Sáu lên để làm coi. Đây là món vịt nấu chao nè. Rồi đây là lòng em trai mình làm nè. Còn đây là chả. Đây chả rất là giòn luôn. Nhà tự làm hết nha các bạn. Ngon luôn. Xin mời cả nhà. Đây, đây là chủ nhân cô dâu của 33 năm trước. Đang nhặt rau. Đang nhặt rau đây. Giờ không còn mẹ chồng thì tự làm mẹ chồng đi. Không có ai soi mói gì đó. Làm dâu. À cái này đang làm dâu, đang làm dâu đây. Cô dâu của 33 năm trước. À, 33 năm sau vẫn trẻ đẹp nhờ. Sơn còn đẹp hơn hồi xưa nữa chứ. Tại hồi xưa không biết trang điểm sửa soạn. Không mà cháu thấy thiệt mà giống như cháu hồi đó nhìn ai cũng kêu sao mà nhiều người cứ nói trẻ đẹp hơn già. Mà thật ra cháu thấy già cháu thấy đẹp hơn trẻ đó. Thật mà. Hồi trẻ nhìn đen mà xấu bác ha. Đúng rồi, hồi đó cũng đen thui thù lùi. Chú rể đang ngồi đằng trước chờ nàng dâu lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đây, đây, đây cũng là cô dâu của thời xưa đây. Bà nào cũng đẹp hết ra. Cô dâu của thời xưa. Giờ đang kiến, kiến chồng. Đó. Đây là bác hai, bác hai. Với bà nói thôi bà lấy chồng thôi đi, tôi lấy chồng nước ngoài rồi. Lấy chồng nước ngoài. Nói công sáu tấm đang chờ tôi. Ở dưới vậy ở đây. Ơi chị xuống bốn. Trời ơi, bà đi lâu dữ, tưởng là bà có chồng chứ. Đây là hồi xưa là con dâu mà giờ đây là mẹ chồng và đây là nàng dâu đó. Má đỏ môi hồng đó. Đẹp nhờ, công nhận hai mẹ con đẹp. Không à, đẹp mà. Nè thấy không? Đó. Đẹp. Quá đẹp luôn đây. Bác thấy con dâu bác đẹp chưa? Đó. Áo cưới, áo vest, áo dâu, cô dâu bây giờ. Giờ bằng quần sọt. 33 năm thì bây giờ phải ở chuồng nó mới được. Đêm với ông này. Mày mà quay cái đó mà thấy mà thế nào nó không coi nợ dữ đó. Cả nhà đang ăn, đang ăn mừng, đang ăn tiệc. Hôm nay vinh dự lắm mới được ăn bữa tiệc này đây. Xin mời mọi người cùng ăn nha, cùng thưởng thức nha. Ông đang điện thoại. Bạc, mấy cái bạc. Thành vàng tỷ. Chú rể. Đến rồi. Chú rể chờ cô dâu đến. Cô dâu. Cô dâu đây, cô dâu. Cô dâu đây, cô dâu. Cô dâu qua rồi hả? Chú rể chờ hoài không thấy cô dâu đâu. Số 4 đây. Số 4. Trời ơi. Dạ đây, ăn bún này nhỉ. Ừ. Mình đang kiếm chỗ để ăn. Bữa nãy Hoàng kêu qua ăn hả? Tao kêu Hoàng kêu phải qua uống ly chứ đâu có ăn đâu, lấy chém nữa. Để cháu ngồi bên đây chưa? Duy qua đây. Bác nghe điện thoại đi. Ba bác xích qua, xích qua bác. Để mình kéo cái này xích ra này. Rồi, góp rồi. Duy, A Duy nè. Cái tay đó đừng cho nó ngủ vô xưng cái tay nhất á. Dạ, bình thường. Ăn đi chị.
Trời đúng không? Con cử lắm. Ai nhìn không? Con bị sên xe nghiến. Ờ, bị nguyên cái sên xe nghiến chưa mà. Trên này nè. Ủa sao để đặt cái dĩa đây, để trên đó dĩa đây mà, để hai dĩa sang qua vậy? Để lên, cái phòng vô. Mời các bạn ăn tiết canh vịt. Món này chỉ có người Việt Nam mình thích thôi. Mấy tay cũng thích đó. Gì, sợ lắm. Ăn máu á, Việt Nam ăn máu. Đây, tôi quy về đây. À, đó là gì mà làm gì mà có mặt nhăn nhăn vậy? Mới sắp thành bác không ăn rồi bác. 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 Rồi. Bác. Ôi giời mẹ mày chắc vỡ của tao rồi, vào mặt nhăn cái gì. Không sao đâu. Ôi ôi xong 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 xẹn cái mặt hình đứa tôi rồi. Không sao. Thôi đẹp đi. Sao đâu? Sao chưa? Chán nữa. Ai bảo đi từ từ thôi, chạy làm gì? Ủa rồi thấy anh Thu đâu mà. Thôi bà đi ngồi. Thu đi đâu? À, điện thoại công việc. Đâu quá chạy đâu. Trời ơi, có ai có gì đâu. Đây mình sẽ. Mấy cái bậy thôi, chỉ chửi tôi chứ. Thắp đi nào, thắp. Cái này kia. Bắt miếng chanh. Mẹ đâu có kính cường lực đâu. Đây là cái màn hình. Có gì? Tao thấy. Ừ, nữa, rồi mình sẽ cho bầu ngoại rồi mất cỡ gì nữa. Kiếm vậy thôi. Đâu phải tay mình làm đâu. Ngoại rồi mất cỡ. Bây giờ bác thầy đang siêu mà. Đây và mình sẽ bỏ miếng rau vào đây. Wow, các bạn thấy không? Đây là chén. Đấy. Đâu đó lên khu này chơi nữa không? Chú Hoàng nói mọi. Chú Hoàng sang nghe tiếng ngồi. Cái gì? Đó là người quán hồng lên đây chơi mà. Nhưng mà ở kính này đâu phải vỡ hết màn hình đâu à. Lâu lắm thì ăn món thức canh này ngon. Nó nói anh Thu làm ở đây rồi. Đang công việc ạ. Đang nhắn chuyện nói chuyện với trai. Hay là đợt đến tân thủ mà hồi nhỏ đấy là đọc tí nè. Bữa nay thời giờ mở cửa ra rõ. Thầy nãy thấy qua đây đến cái canh này cháu rồi. Thầy mở cửa mà. Biết sao đậu phộng vô ăn nó rất là bùi luôn á. Ăn bùi như ăn bùi. Ăn đậu phộng với thịt canh nó bùi như ăn bùi. Ngon quá. Ăn đi khoai môn chín thành chả đi đâu ơi. Ăn bắt đầu tiết tô này cũng ngon. Bật chất luôn à. Dài dữ vậy. Lâu dữ rồi. Không có thấy gì. Em nhìn gì em muốn thấy gì đâu. Trời trong đây không ai ăn tiết canh của mình ăn khổ ghê luôn á. Không thể đấy chứ, phải xếp hết. Chứ còn có 1 miếng, 2 miếng đó, đứa nào giống gấp. Ừ, chúng ta không biết mình gọi. Có 1 mình ăn tiết canh khổ thiệt. Chị, đó không biết việc đất gì mà tổ chức gì mà món ra, ra cái gì hết trơn. Vậy mà không ra gì. Thì hồi nó mới ra. Mà cũng chưa thấy ai bao thơ bao théo gì đâu. Quan trọng là cái bao thơ quan trọng. Chưa thấy ai bao thơ gì hết. Nhắc là nhắc cái vấn đề ăn kéo đó. Đấy, đấy. Bỏ ăn cái gì đó bỏ xương. Bỏ ăn thôi. Đẹp, hai mua với làm không má mẹ. Trời ơi, nó ngon sao mà nó ngon thật đó. Cái này là cao. Của phải sáng, hai đứa ăn tí hả? Mấy bà bán hả? Thôi, bà đi ăn, hai mua đi ăn đó. Hai đứa nhắn. Mời ăn không, con không? Để là cái đó để cầm đi chẳng. Ngày nào đó. Mua con này kìa, mua này kìa. Ê, miếng cơm, miếng cơm. Mẹ lên. Dạ, ngon quá, ngon lắm, ngon.
Thì chị mới uống vậy. Đây cái nó giả. Mình ăn như vậy không đậy đâu à. Nhiều uống đi học. Ăn cho no đi nha. Chị thì cởi gáo khoác về cho mát coi. Chị mới ăn rồi. Ăn bún hơn cô à, chị nè. Anh thấy bà ra đường bà còn đẹp trẻ hơn mình á. Khu này là gái già thành gái trẻ hết rồi đó. Đây là hóa kiếp. Âm thịt dương si. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này nha. Bye bye.